Chào tất cả mọi người. Tiếp theo cái chương trình là ẩm thực vùng miền thì Tâm giới thiệu với mọi người tiếp theo đó là món bánh xèo đặc sản ở vùng quê thị xã Ninh Hòa, cách thành phố Nha Trang 35 km. Đây là một cái quán nhỏ thôi, nhưng mà theo Tâm thì ở đây là một cái quán bánh xèo rất là ngon. Mọi người bước vào trong và xem thôi bánh xèo như thế nào nha. Đây là bánh xèo bà Phượng. Đây. Đổ tự nhiên đây nha, đang quay làm clip về bánh xèo bà Phượng nha. Quảng cáo nha. Đây là cái nồi nước chấm ăn với bánh xèo. Nó khác ở miền Nam là không có làm nước mắm gì, nhưng mà người ta nấu một cái cách với lại thịt tầm, đậu tôm. Đây là bà Phượng này, bà chủ bánh xèo đó, đang đổ bánh xèo đây. Đó. Bột, tôm mực hả? Thịt heo, tôm mực thịt heo. Đó. Cái khuôn thì nó nhỏ như thế này, một cái lò nó là 6 khuôn. Nhỏ thôi chứ không phải là bánh xèo to bằng cái chảo như ở trong miền Nam. Một đây. Đổ vào. Cái này là đổ bánh không cho người ta ăn bánh không. À, đây ta ăn bánh không hả? Có người thì ăn bánh không, ăn chay. Ăn chay thì mình phải đổ dầu chứ đâu đổ mỡ đúng không? Dầu chứ, đâu có mỡ đâu. À, đang đổ dầu hết nè. Không. Đây là giá cũng là một đặc biệt nè. Cộng giá ốm nè, không có mập và dài như thế này. Rất là ngon, không có phải to nhưng mà giống như trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái bao tôm mực thịt. Các bạn xem chay. Ai thích ăn mực tôm thì bỏ vô. Mấy cái này nó giòn rồi nè, nó vàng rồi nè, lấy ra để nó ăn cháy. Đây ông Tiến đứng lại đây coi, đây là bánh xèo của bà Phượng nè. Ông Tiến là chồng bà Phượng, ông này là chỉ là phục vụ thôi nè. Oxin. Bây giờ anh cho biết cái địa chỉ quán này để khách người ta còn biết đến đây ta ủng hộ. Địa chỉ là ở đâu? 292/12 Trần Duy Cáp, tổ dân phố 8, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. À, rồi ok. Mọi nói người, chỉ thua bão thôi còn rõ. Mọi người đến Ninh Hòa nhớ ghé vào đây ủng hộ quán bánh xèo này nha. Rất là ngon. Không cần. Nó sẽ đi hết. Dạ ba. Vậy ba nói lại cái địa chỉ là số mấy? Số mấy đường sông Cạn? Đây nó cũng hôm vô cái số cũng 212 nhưng mà đường sông Cạn. Đường sông Cạn hả? Tức là Trần Quý Cáp quẹo vào. Ngã tư Trần Quý Cáp quẹo vào thì gặp cái đường sông Cạn, thì đi vào sẽ thấy cái bảng là bánh xèo bà Phượng. Đây. Này cũng chay nữa hả? Này mặn hay chay? Lúc mặn. Mặn phải không? Rồi đâu? Đó, bỏ dầu vô cho nóng nè. Bây giờ bỏ mực nè. Mực ở đây đó là mực tươi nha, mực nhỏ tươi. Rất là ngon. Đây là vùng biển cho nên là tôm, thịt, mực thì rất là tươi, ngon. Đó. Đổ bằng than. Rồi hành.
Nấm rơm hả chị Phương? Nấm rơm hả? À, hành nấm rơm. Rồi bắt đầu rồi. Bột vô. Rồi bỏ giá vô. Xong rồi. Rồi đó, vậy là xong. Chờ một tí là nó chín là mình lấy ra thôi. Đây, đây là gia đình của Tâm, mấy người em, mẹ, bà xã đang ngồi đợi chờ thời. Quán đắt quá cho nên là ngồi chờ thời, nước chấm đồ rau đầy đủ đây mà chưa có bánh. Sắp có. Đó. Ăn quán bà Phượng rồi chờ đợi một tí, nhưng mà nó là chờ đợi là hạnh phúc. Nó mới ngon. Ủa chứ cái mâm ngoài kia đổ lại là sao? Mâm mới đổ cho người ta rồi thì ta dặn. À, ta dặn rồi đó hả? Ờ, ta đưa tiền xong rồi. À. Ta đưa nãy giờ lọc rồi. Cái thằng ở trong số à, dặn một mâm như vậy đó. Một mâm có 15 cái chứ mấy. 15 cái mà thấy nhiều dữ vậy nè. 15 cái bánh thiệt, 10 cái bánh thiệt chay. À. Rồi đó, đây là một trong những món ăn rất là ngon, rất bình dân mà rất ngon, rẻ. Mọi người à, đây là đường Sông Cạn, trung tâm thị xã Ninh Hòa, thị xã đường Trần Quý Cáp. Chúng ta quẹo vào tới ngã tư đường Sông Cạn, quẹo vào sẽ thấy cái bảng là bánh xèo Phượng. Đây thì chúng ta vào đây, quán nhỏ nhưng mà rất là ngon. Tâm cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Đây là những món, một trong những món ngon của quê hương của Tâm. À, mọi người đến thị xã Ninh Hòa nhớ ghé vào và thưởng thức những đặc sản quê hương vùng miền rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Nhớ chia sẻ, like và đăng ký kênh của Tâm để xem nhiều video clip hơn nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye.